ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខុកឃីងវិសោភាក្នុងហ្វេសប៊ុកเพจពីខ្ញុំគឺសុភាគិឆេនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកពីរីវិធីធ្វើជ្រក់ត្រពាំងឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់វាជាក្បួនផលមាក់ខ្ញុំឥឡូវមុនដំបូងនេះគឺយើងមានត្រពាំងចំនួន 3 ត្រពាំង 3នោះគឺស្មើនឹង 3 គីឡូហើយយើងយកមកគឺយើងបកសបកវាបែបហ្នឹងខ្ញុំគឺជ្រាកវាពីបដោយពីលើចុះមកក្រោមដើម្បីធ្វើការបកសបក តែខ្ញុំនៅតែគិតថាអត់ស្រួលណាបងប្អូនណាមានវិធីបកសបកតាពាំងស្រួលជាងហ្នឹងជួយខមមិនប្រាប់ផងហើយយើងបកវារហូតតដល់កន្លែងខ្ចីមកហើយតាពាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំចោលច្រើនមែនតើសារខ្ញុំទិញមកគឺអត់បានធ្វើភ្លាមខ្ញុំទិញហើយទុកដល់ស្អែកបានធ្វើដល់ពេលអញ្ចឹងវាដុះជិតខ្លាយទៅជាសៃហើយបងប្អូនអើយហើយតាពាំង 3 គីឡូចិតហើយអស់យកតាខ្ចីហ្នឹងបានតែ 1 គីឡូទេពេលដែលចិតហើយអស់ខ្ញុំយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយ dương đã về xóa tật xanh chăm dương ai vô được phần nhung cơ bán dương đã có lò có bán là dương miền có lõi dương đã có lò có bán làm bây giờ bây giờ thèm á hay xem tập bèn với bông phô nở trong chật đang chật dạng mấy ta tam cho nổi chật phải dương xem nhóm cứ nhóm chật cho vào mùa bạc nếu nhóm cực về xùa về dương vô ta nhằm tới dương nhằm cho mùi nâng trầy ăn rồi có dương tật xóa có về xùa nhằm đài hay dưỡng chất cho ta cháy cháy mà ở đây nhóm nó cháu thì nó bị ổ mắt chất nó rừng cái cháu thì hót vô thằng ổ thì hay bởi tôi bị dưỡng chất với hơi ổ dưỡng chạp đào vô tật sát dưỡng thoa mà đà nâng dưỡng đạo mòn lịch tập bèng phải dưỡng cứ dưỡng ớt còn nót để bạc ra màn tật mẹ sạch tập bèng phải nhóm mà có lỗ nâng cứ nhóm trăm ổ tật mòn lịch chiêng tích đặc bàn về lịch nhá dễ đó dương đã thử mấy ao tả tật năng về lịch tập bèn dương thứ ba này hay nhom tram về cháo pì pì giúp thợ bày giúp sai lơ ở mê chứ mà mê cái đau khắng cứ về chạp chù và mê ở sai cái đau về nghề chù đài hay nhom thèm cứ ở pì ngày cả lá pì ngày cả lá cứ về chù là mồm mềm nhom bong bong ai ở phlu về pì ngày thế dương phlu mơ thế ở bờ tật năng về hiện chù là mồm này dương ở chỗ chặt hái cứ dương ai vô về mà ngào bài này đôi phải nhom chẳng ngắt ngào chẳng màu hay bảo toàn chú thế giờ ai bật thay về cả là ngay tiết rư con mà dục tiết có bán đài sầm khăn dương xa phụ về hay bật thay dương chồn ở vị chú khăn ấy dương ai cài về bàn bàn tay lấy dương mà mở cửa phải nhóm sánh nhóm đam về phụ hái dương đạm bật cho nguồn bì dập hiệp bái cho mỗi lần có xo nó cứ bì dập hiệp bài hay xa mạp rô chết ở chú cứ dương đăng ngay dương dô rô chết ở chú bái hoặc bàn chân anh mà nhiều về chân bài mấy tế hay mình bạn màn cương cứ bong bóng lên lộc ta tam bạn màn tật hoa dương hay bờ chu kháng cứ bong bóng ai cái đào vô à tật là dương tam nắng chạy chân mà khla máu hay dương lia cho người nắng tật thôi mà đá chồ lo vinh khla đầm bay cả bờ thôi chiều chu kho tập bèn dương hay bây là dương đã ngao nắng cứ bên đường làng phổ mà nắng á bây về phố hình chăng mua dương thưa cả đồ phổ nên chào bây để về láng dương đồ phổ nên chào máu dù bên đường ở hay hay nhâm ngao về chào dạ bê mà thấy ta xăm sập nè ti là xa tập bèn phải nhóm chia bờ phê là say ba em chân vì ở say của bộ là say hàng thì nhâm ngao về ta cả là máu cứ dựa nhà ba này hay bờ dương pra là say sọc chân là say sọc là say bơi ấy về hàng khá lắng như ai ngao về dù chuyện đường chẳng hết á đam bay ở mặt khẩn cặp bồ pho tập bèn ngõ hay nhầm ngao nhầm phụ đôi chia đó mà là mồm chẳng ngay phải nhóm chu prai cứ chẳng ngay cho nhỏ mẹ bạn phải thay ấy thiệt thế hay dương làm ngọ về mà làm móm bờ hiện tật khăn ấy về chú ấy bong bong ai phải thay tật ban cứ ở bàn nhà ai mẹ về thi nấy cứ nghề xùa mình tèn dương phụ đôi dương thưa sầm lò chẳng dương phụ mà bình chặt phải dương tới về đây là móm chẳng ngay hay dương bật lương hay ở dương phải thay mà tê thật tam cho nổi chặt phải dương á hay dương ai tiêm về đã cho nằm cả lò bà bong bong prai cả lò chú á dương tục tật tập bèn dương chặt chẽ sân hay chạm đại cho bàn tay bà miên cả lò thó cứ căn tà lò dương ai đua về đã cho tập cả lò dương ai hái hay dương tục ơi chặt chẽ chạm dương bật cả mồm hay xem tập bèn phải nhom nắng cứ dương ai tục nằm tu tập cọ ba nở bây giờ tết tập buồn tập tật bà tục nằm hàng cái ba nở buồn làm thay thế phụ tục nằm cào yếu cứ về nằm lại khăm ai á việc khôi tay tay về làm khăm ai chẳng vì ở sài lò mới hay cả lên sài chân anh đài hay mèo có buồn tập bèn chụp phải nhom mùi nắng cứ dương ai nhang về chụp mùi nằm trầy ăn nhang chụp mùi sạch ăn ấy cứ bàn hay dương do về tập lò mà chú cứ căn để chân anh bong bóng ai xa là bong thơ bàn, rồi chết cứ chẳng anh khăn mình tèn.
ហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានសំណួរឬយោបល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗដែលតាមអាន Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel YouTube និងជួយ Follow Page ខ្ញុំផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ